Hello. Hello anh em. Nãy quên không chỉnh cái màn hình. Bắt đầu rồi đấy, bắt đầu rồi đấy. Anh em bình luận được rồi. Nãy tôi quên không chỉnh cái màn hình, like nó đen xì, tôi lại phải xóa đi, tôi like lại. Khổ ghê đôi lúc. Kiểu dốt dốt công nghệ thông tin lắm lúc đến khổ. Kích nhầm cái không biết chỉnh thế nào. Trịnh Huy Hoàng, chào Trịnh Huy Hoàng nha, chào Ngô Hoàng San nha, chào anh em nha. Dự đoán số cao cấp hợp thành phù nhận được nhá. Hello anh em, chào Lê Tú nha. S27 có vụ gì nhỉ? Mình có làm S27 đâu. Chả biết thằng Hùng nó có qua đấy hay không, mình chả rõ lắm, nhưng mà mình thì chỉ quanh quẩn xe vào Bạch Hổ thôi. Anh em để ý tiếng mic, tiếng game giúp nha. Ôi chết mẹ. Giật tay nào, anh này làm ăn gì nào. Mấy cái loa của tôi đâu rồi nhỉ? À đây. Hello. Chào anh Đức nha. Không đi làm mà anh ơi. Thể lệ là đoán số cao cấp hợp thành phù nhận được nha. Anh em lưu ý là 400 nhá. 400 luyện trang anh em nhá. Dự đoán số hợp thành phù mở được. Anh em dự đoán để lại luôn số điện thoại. Sau ví dụ mà đúng thì mình nạp tiền trực tiếp luôn. Chứ như hôm trước ông chúng lại phải đợi đến hôm sau ấy. Em đi tặng thẻ mà em chờ ông ấy dép inbox mất một ngày mới xin được cái số điện thoại, khổ ghê. Để cho anh em có thời gian có thời gian dự đoán thì mình sẽ mở nốt cái bảo tàng đồ đi cho nó chật, thương hội quá không có chỗ để mà chứa cốt ấy, nên là anh em cứ thoải mái đi, dự đoán đi, thời gian rất dài, anh em cứ dự đoán thoải mái đi. Mình like con từ giờ đến trưa hoặc là chiều thôi chứ không like nhiều đâu anh em nhá, nên là vô tư thoải mái đi. Kim Tàn Ti thì mình bán rồi nhá, bán cả mớ đấy rồi, nên anh em đừng ai hỏi nhá, bán xong rồi. Hàng của mình là làm gì có tồn đâu. Đăng cái là hết luôn. Lê Tú 99 cái. Lưu ý nhá. Lưu ý. Hình như tôi vừa thấy Lê Tú bình luận ở trên hay sao nhỉ? 270. Lưu ý này.
Mình lưu ý mọi người là mỗi người chỉ bình luận duy nhất một con số và cung cấp số điện thoại nha. Chứ không 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 phải là mỗi người bình luận lên bình luận xuống đâu. Mình sẽ tính cho bạn 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 Lê Tú là 99 cái nha. Tại vì bạn bình luận mấy lần cơ. Cái 270 thì khả năng là nó cao quá nên là mình sẽ tính cho bạn 99. 270 thì chắc chắn là tạch rồi, tôi khẳng định thế luôn. Mình mở nhiều mình biết rồi. Nó cao quá, con số nó cao quá. 270 thì nó cao quá. Mình tính cho bạn một số là số 99 nha. Mỗi anh em chỉ bình luận một con số giúp mình nhé. Chứ hôm sau thì không biết thế nào mà lần cả. Một con số duy nhất thôi. Để mình đi giải quyết nốt cái đống tàng bảo đồ ở cái này nhá. Thời gian còn rất dài, mình chém gió lâu mà. Chắc cũng phải đến độ 10 giờ gì đó. Mười giờ có hẹn làm việc nhưng mà chưa biết thế nào nên là mình tạm thời mình đi thanh lý nốt cái đống này đi cho nó đỡ 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 vướng đã. Chật thu hộ lại vướng vài cái gọi gì ở đây. Mát linh tinh cả, hôm trước mình dọn dọn kho mà. À chết rồi. Anh em đợi một cái. Vào vào nhận bếp. Ô, thằng Khánh không biết nó lên xem nhỉ? Nhà nó ấy để lấy bếp. Anh em chờ một tí để con không á, không không để tiếng Việt, nó lại tưởng mình gọi nó bằng Anh. Ăn mất ngủ vì mấy con bé. Đang sinh sản cặp Tề Thiên Vang Danh anh em ạ. Làm cặp 7X để cho ông bạn ông ấy chơi. Sinh sản hộ ông ấy thôi. Ôi rồi ông Đức ông dự đoán 23 tôi chịu ông rồi. Ông chù ẻo tôi thế chó nào. 23 thì quá ít. Đến giờ lành chưa? Nổ lấy con đời 6 nào. Anh em bảo đời mấy? Tôi thì mong đời 6. Ui rồi ôi. Được cái con cẩn thận thì đời mấy đấy? Đời 3 sao ấy? Đời 3 tư chất cùi chứ. 1889. Bét 75 anh em nhá.
nhiều anh em lại nhầm lẫn. Đủ, con này con đời một. Hạ luôn. Qua được một con nổ tư chất thì lại nhát gan, váng đầu thế. Thằng này nó không on à? Đi mẹ. Lúc cần tôi thử DM trong game này mà thấy nó on nặc mà. Làm chó thì có ắc là cầm đủ. À đây. Bán cho con đời ba. Béo béo. Không lại quay số. Thằng điên này. Này lại còn không có vàng thì lại váng đầu. À may quá có vàng này rồi. Anh em cứ dự đoán đi nha. Á đủ. Cho bố mày cặp Tề Thiên. Rau Merlin. Cho tao cặp đấy tao hoàn đồng tao chơi. Mày làm gì có tiền hoàn đồng. Cho tao cặp đấy tao lại cho mày luôn con đời ba. Mua bán gì. Khổ. À, quên rồi. Quên. Bảo nó. Khác server. Vắng đầu các server đi nói chuyện cho này
server khác có mà xin được. Chả thấy nó bài gì nữa nhỉ? Nó hỏi. Anh em cứ dự đoán đi nha. Giờ đặt ở đây mất mẹ tầng 4. Mà thôi trên tiếp lại nhảy vậy. Khánh ơi, ra ra Lạc Dương đi. Ra Lạc Dương tao đưa cho. Mày còn X2 không? Tao có X2 này. X4 thì chóng chịu. X4 mua bằng kim nguyên bảo khóa ấy. Đây là nuôi được mấy con. Mày cầm được 5 con không? Mẹ con chó ghẻ này. Bốn con. Xin cho lắm bét vào. Mẹ. Sao rồi kéo cầm được. Chật thương hộ anh em ạ. Kéo ném vào nó trên không có chỗ để mà làm gì cả. Anh em cứ dự đoán đi nha. Mình mở luyện trang thì trong luyện trang nó sẽ có ra cao cấp hợp thành phù, thì anh em là đoán xem là 400 cái luyện trang thì nó được bao nhiêu cái cao cấp hợp thành phù. Bạn nào đoán đúng và sớm nhất thì mình sẽ tặng thẻ 100. Thế thôi, thể lệ nó có thế thôi. Bự béo thể lệ thế đấy. Đợi một chút, đang bận xíu. Nhầm nhầm bị đưa mẹ cho nó con bé ấy thì nó lại Nguyễn Thị Hốc luôn thì ăn cứt. Anh em phải từ từ, làm cái gì đâu phải từ từ và bình tĩnh. Đâu rồi nhở? Thằng mặt lìn đâu rồi? Đúng cái ông nhân kiệt, ông té mẹ ra. Ông đứng choáng hết cả màn hình nha. Bà mẹ. Bảo đoán một số. Cứ lúc nào ông 8, 7, 8, 9. Khánh ơi, giao dịch nhanh lên Khánh ơi. Nhà báo việc. Đang buồn ngủ ê. Sáng dậy từ 3:40. Đi mẹ, đang like nhắn tin vay tiền. Phải lộn. Ok, cho vay 5 mét. SS được một con 2K4 nhưng mà quá đen là nó nhát gan em ạ. Bet 75 mà 2K4 thì cũng là cao rồi. Đời mấy ta?
Đời năm, đời năm mà 2K4 thì quá ngon luôn. Mặc dù là thực tế là đời 6 nó đẹp hơn nhưng mà đời năm mà 2K4 là ngon rồi mà nó ra nhát gan. Nó mà cẩn thận thì lại có lúa. Sinh anh sinh sản hộ ông kia thôi nhưng mà ra con ngon ngon kiểu gì ông ấy hứng lên ông ấy trả mẹ bo cho mẹ triệu bạc mà. Con mày nhà vả nhiều. Ơ chết bà. Thằng này nó cầm đủ chưa nhỉ? Giao dịch con mẹ gì nữa mày, tao ấn nhầm mà. Ăn cắp ăn trộm ra lắm toàn bét vớ vẩn. Cái con mana này thì mày mẹ à, mày mày làm ngay xá lợi tử cho tao đi. X4 X6 lấy đeo không ra. Bét 75 mà em, đời 6 là kịch rồi, làm gì có 78. Đáng đầu im để kích ít đâu nhỉ, mua ít 46 cho nó xem nào. Đã hết kim nguyên bảo rồi, mua mẹ cho nó 10 cái. Mà chặt mẹ tay nải rồi, tao đưa kim mày tự mua nhá. À mà ngu gì mà đưa kim cho nó tự mua. Lại phải ném vào thằng đồ này, bẹ cái thằng này mệt người. Tao rất là mệt mỏi với những thằng như mày. Lò dò mua nhầm con mẹ nó. Cái cực kia 75, sinh sản 75 cho ông Trần Thế Anh mà. Mẹ nó chứ. Bốn con bét trên hộ mất bà nó 400 kim. 400 kim thế là được lãi có hai con. Đây. Thôi chết tôi rồi. Sợ có cả kính hồ đấy nhở. Map linh tinh cả. Không anh em nào dự đoán đi nhở, tôi đi đào bảo tàng đồ để đợi anh em dự đoán đấy. Chả thấy anh em nào dự đoán cả, chán chết. Không dự đoán thì mở cái gì.
Ôi giời, buồn ngủ thế nhở. Mẹ, buồn ngủ quá trường ạ. Không hiểu sao. Dậy sớm quá giờ buồn ngủ. Phải uống thuốc cho đỡ buồn ngủ. Béo hoa cốc ở trong này thì cay chứ. Luyện trang thì giá trị nhất là mở được ngọc 6 bạn ơi. May mắn có người coi like. Cái gì? May cái gì? May may người coi like thì đoán gì? Chờ anh em đông đông tí. Like cái tầm buổi sáng mới lại buổi chiều giờ hành chính thực ra ít người xem mà. Thằng Hùng like thì nó cũng thế thôi. Like không đúng tầm giờ thì chỉ có độ 30 hơn 30 người xem là cùng. Nhiều cái thằng như thằng hôm trước ngu ngu vậy bảo like ít người xem không ngại à. Like tầm giờ đấy thì làm gì có ai xem. Mẹ còn đang làm đi làm bục mặt ra thì xem gì mà xem. Tầm giờ hành chính ấy. Là buổi tối thì mới đông. Mở nốt cái đống này đi để cho nó rộng thương hội. Lát nữa thì mình mới mở. Lát nữa mình mới mở luyện trang. Cứ từ từ đã, không việc gì phải vội. Xử lý từng công việc một. Dọn thương hội đã. Đấy. Chạy ra đây rồi lại quên đây này. Nhiều việc quá. Thằng Khánh thì gió. Mẹ mày. Nhờ trên. Nhờ. Công hậu khác mà. Công hậu online là nó like siêu bot, nó like BK thì đương nhiên đông người xem rồi. Và cái trang đấy ông phải hiểu là trang và group đấy là của Vinagame. Nó khác hoàn toàn với trang group của cá nhân. Ông thì hiểu gì? Ông không hiểu con mẹ gì cả. Lại có ông nào chơi bét đấy. Server lúc nào cũng có người nhá bét các kiểu. Không người này sinh sản thì người kia. Hello anh Thịnh. Cái được được cái. Quên ông đặt tên, không biết con nào con đực, con nào con cái. Khổ. Xong nhiệm vụ để ọp cái ắc này đi. Ọp hai cái ắc này. Mệt ghê. Hết việc họ việc kia. Rồi tôi tập trung tôi giải quyết xong cái đống này đi để tôi mở. Bây giờ SS
Vẫn 2 giờ mới lấy được hả? Vẫn 2 giờ mà. Ôi buồn quá. Dậy sớm buồn ngủ quá. Nay thứ mấy à? Nay thứ bảy nhỉ? Thứ bảy cứ nghĩ là anh em không phải đi làm cơ thì đông đông vắng thế này thì dự đoán thì ít dự đoán quá thì làm sao mà có ai trúng được. Nhiều thì nó tỷ lệ nó cao, không ông này trúng thì ông kia, chứ ít ít thì khó lắm. Đây soi cho anh em xem cái đây, luyện trang một mã đây. Anh em cứ dự đoán đi, lát tôi mở để tôi dọn cái thương hộ này để tôi còn chứa đồ cái. Dọn cho nó gọn đi. Hình như là hết bọn gì rồi. Thế thì tôi sẽ chạy ra đấy để mở dọn được hết đống này là cũng lâu ấy chứ nhỉ, liệu 1 tiếng xong không? Đây là cái gì đây, truy tung thuật là cái con gì nhỉ, đạo cụ nhiệm vụ gì ấy? Anh em lười bình luận nhỉ, không không nào bình luận luôn. Hello anh Tuấn nha. Nguyễn Trung Quốc. Nguyễn Trung Quốc bình luận chưa nhỉ? Dự đoán chưa? Lại quay lại câu chuyện con bé. Nhát gan ông ấy vào để làm cao huyết tế vậy. Thực ra nó vẫn đẹp mà. Tư chất cao nhát gan thì nó vẫn đẹp, thì các ông để cao huyết tế cũng được vì nó là 7x 4 5 6 7x thì thực ra là có để mà chơi đã là sướng rồi, bởi vì bình thường thực ra không quen ai tôi sinh sản cho các ông mẹ cho nó phí cái cặp tề thiên vang danh đi. Tôi chơi 95 để cho nó có đời 78, như ai tôi chơi bét ví dụ 45 với cả 45 55 65 75 để làm gì đâu, không quen làm sao tôi không có mà dùng, tôi không sinh sản cho ai, nhưng mua thì các ông mua đâu được, chỉ có ông top vang danh thì ông mới có lồng thì mới chơi được thôi. Bây giờ mà tôi chả sinh sản cho thì tôi đố các ông mẹ mua được đấy. Có hơn mưa 20. Chia sẻ về đào huyệt đi anh. Chia sẻ cái chó gì. Đào thì cứ đào chứ có gì mà chia sẻ đâu em. Đợi để cho anh em dự đoán đấy mà. Mà nhiều anh em vào xem anh em chả buồn dự đoán luôn. Kiểu dạng vào xem cho vui. Đoán đủ gì. Nay khả năng lại đéo mất 100.000 rồi. Không thấy anh em dự đoán mấy. Ở trên thì như có khoảng độ 10 người dự đoán thôi. Tôi kéo lên tôi xem nào. Có đọc mấy người dự đoán độ hình như là đúng nào. Hình như còn không được đến 10 người hay sao? À được được được. Được 10 người. 10 người dự đoán thì khả năng cao không 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 mất cái thẻ rồi. Bởi vì tỷ lệ có 10% thì à cũng cao phết đấy nào.
À đâu, đúng nhỉ? Đúng rồi, 10%. 10 người mà. Trăm ông bình luận là kiểu gì có ông chúng. Mỗi ông một số rồi. Nhưng mà chả biết thế nào được. Nhiều khi có mỗi một ông dự đoán sau rồi vẫn cứ trúng bình thường. Một khi đã đỏ thì đừng hỏi. Đại sinh sản nó khoảng 11 giờ kém là lấy được bét thứ hai nhỉ. Cái ắc này lại không có hiện tượng vào ấy rồi, vào huyệt mộ rồi. Quay tay quay chân cái là mất mất linh ngay. Mất linh vào huyệt mộ ngay. Ăn đi, ăn đi để rồi nhặt cao liên kích rồi đưa em. Vớt từ đây. Em cứ thấy lên thế giới là nhân kiệt nhặt được cao liên kích cái là em đá ra luôn. Vào lấy. Hello Văn Khải. Chia sẻ lên mấy nhóm hộ cái Khải ơi. Cho anh em vào dự đoán. Nay khả năng lại không mất cái thẻ rồi. Ô mà ông Văn Khải ông còn méo cả thèm dự đoán luôn. Sợ thật. Ngay cạnh chỗ dịch chỗ... ấn nhầm à? Rõ ràng nhìn thấy chữ kính hồ mà ta. Thoải nào thấy nó chạy đi nó lại chạy về. Chào Nam Anh nha. Anh em nào mới vào thì dự đoán đi nhá. Dự đoán kiếm cái cáp để lát em mở, em tranh thủ đợi anh em dự đoán em chạy mấy cái bảo tàng đồ linh tinh, dọn cái thương hội trước. Quang danh là đáng nghĩa là phải dọn thương hội xong rồi, dọn thương hội xong rồi thì làm cái gì về sau nó cũng tiện. Nhưng mà hôm trước mua nhiều bảo tàng đồ quá thành ra nó ế một mả. Đại sư huynh chưa,
Ok, 72 cái. Ok, một nốt nhạc 72. Dưới những cơn mưa, chào Ngô Văn Cường, chào Tày Tuyên Quang nha. Mấy anh em mới vào dự đoán dù mi. Tội gì chả gõ cái dự đoán, biết đâu lại được cái thẻ 100, cũng được tô bún sáng nhưng đơn giản đâu. Tội gì, mất cái gì đâu. Ôi trời ơi, nhiều thế này dọn đéo là mới xong. Nhìn kinh quá cơ. Tại vì cứ chớm like là các ông cũng lại mua, các ông đi mở, đâm ra là không có. Mình cứ sợ là không có để mà mở, thế là mua vứt đầy thương hội. Chết tiệt. Giờ nhìn hốt quá. Phải dọn nó đi đây. Dọn bao giờ mới hết cái đống này? Đến là khiếp. Ra năm vực. Chưa, đã mở đâu. Anh em vẫn dự đoán thoải mái đi. Tôi còn đang mở vào tăng đồ mà. Đã mở luyện trang đâu. Anh em dự đoán thoải mái đi. Vậy như cái khúc like đầu toàn nói chuyện tào lao mới làm việc tào lao hay sao á. Cái like này lại không hấp dẫn rồi. Like xong rồi các ông mà xem kiểu offline, xem cái đoạn đầu nghe nói toàn nói vớ vẩn mới làm mấy việc linh tinh. Khéo là té luôn không xem nữa. luyện trang là cái cốt luyện trang ấy. Cái cốt lật sao ấy em. Mà màu xanh xanh đấy, cái cục tròn tròn màu xanh xanh đấy. Mở đi còn đi làm. Thứ bảy mà đi làm cái gì? Sao lại đi làm tầm này nhỉ? 9 giờ. Bốn trăm Văn Hải ơi. Tôi mở 400 mà. 400 hộp. Chứ không phải 200 đâu nhá. Mở 400. Mở 400 hộp. Anh em dự đoán là bao nhiêu cái hợp thành phù? Anh em cứ dự đoán đi để tôi quanh quanh quẩn quẩn tôi giải quyết cái đống này. Bốn trăm hộp phải 100 hộp khi nào xong nè. Cái map năm vực này nó ra lúc nào anh chả để ý, ai 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 mà nhớ được là nó ra lúc nào. Ô sao nó cứ bị sao nhở, cái cả năm vực nó lại cứ chạy map sang map khác. Mẹ ông mở thử 10 cái để lấy tài liệu tham khảo nào. À ok, thế thì cố gắng nhá, các anh em cố gắng nhẫn nhịn đợi tôi mở nốt cái chỗ này. Tôi sẽ về mở ướm cho anh em khoảng độ 20 cái nhá. Mở một ô thương hội để cho anh em ươm ướm xem là nó như nào nha. Thực ra nó là hên xui mà. Có lúc đỏ thì mở nó ra liên tục, có lúc mãi nó trả ra. Tóm lại là nó cũng phải một cơ số đấy. Chứ nếu mà tôi nói tẹt mẹ ra là khoảng khoảng bao nhiêu thì lại ngon ngon cơm cho anh em quá. Thì nó không vui, cứ để anh em bình luận tự nhiên vui vẻ đi. Chứ còn cái tỷ lệ phần trăm là tôi ang áng được mà. Vì tôi mở mãi rồi thì tôi biết mà. Tầm bao nhiêu cái là bao nhiêu phần trăm là tôi ang áng được. Nhưng mà cứ để anh em tự nhiên dự đoán cho nó ấy, thoải mái. Giờ lại nói tỷ lệ phần trăm thì có mà
10 người dự đoán là đã, hoặc là 20 người là đã chắc chắn là ăn rồi, không cần phải nhiều. Hello Quang Dũng, những anh em mới vào thì dự đoán cho vui nha. Kiếm tô phở cứ để bình luận xong. Vũ Tư cứ để bình luận xong thì mở luôn. Thực ra nó mở lấy tài liệu thực ra là cũng không ảnh hưởng gì cái việc công bằng hay không công bằng đâu Vũ Tư ạ. Tại vì nó hên xui mà. Cái tài liệu cái chỉ số của 20 cốt hay 10 cốt đầu thực ra nó không thể căn cứ để làm gì cả. Không căn cứ để làm được cái gì cả. Thế cho nên là mình không sợ. Những anh em comment trước đó rồi cũng chả sao cả. Quá bình thường. Nhưng mà tóm lại là từ đầu đến giờ khá nhiều anh em xem chả thấy anh em nào chúc tôi nổ được mấy viên 6 gì cả, chán thế. Không bảo chúc mẹ ông Quang được chục viên 6 thì ngon cơm. 400 cốt mà được 10 viên 6. Mỗi viên 7, 17 là 70k là bao tiền? À được 10 viên 6 thì lại lãi. Quá là ngon cơm luôn ý. Chỉ mơ được tầm 5 viên đã là sướng rồi. Mà tôi sợ còn đéo được. Vớ vẩn lại được có 1 viên. Còn nếu mà không được thì lại quá chối. Không được thì lại tay thối quá. 400 hộp mà không được viên 6 nào thì có mà chán ngấy. Chắc là phải được. Thế nào toàn 2 chìa khóa này. Thôi cứ làm cái cao huyết tế trước, à cái cao đả nộ trước, sau rồi mở hộp làm chục viên 6, thế là gỡ được cái 100.000 tặng anh em. mỗi cốt 5.000, mỗi cốt 5.000. Mẹ nếu mà 3.000 thì lại ngon quá, 3.000 thì lại mua mãi được. Server mới kể ra anh em mua chơi được á. Thứ nhất là ngọc nó đắt. Thứ hai là nói chung là đã ở server mới thì cái gì nó cũng ngon cơm hơn server cũ. Thế thôi, cũng không phân tích nhiều. Chả biết phân tích thế nào, nhưng mà tóm lại là server mới ví dụ mà ủa, ông nào được cao liên kích anh mà anh bảo cao liên kích. Ông nào ăn mã tăng được cao liên kích à? Mở cho người ta ăn cao liên kích thế này thì chết rồi. Sau rồi mình lại đi mua trong thương hội. Mẹ 5.800 vàng. Server mới mà mở được viên 6 thì chắc giá viên S27 nó phải tầm trên 10k ấy nhỉ? Mua cốt ở đâu ông nhỉ? Mua cốt ở tôi như ở đâu? Ông cần bao nhiêu cốt? Bao nhập on server. Đù ông chém gió. Ông thử BM cho tôi cái cao liên kích xem nào. Ông người chém gió. Được cao liên kích thì BM đây xem nào. Để con mẹ chiếm đoạt. Không để ý kênh thế giới có thấy lên đâu nhỉ. Không để, hay là không để ý. Viên 6 mà tận 24k á. Sao đắt đấy. Thuộc tính 6 mà 24k cơ à. 24k là bao tiền? 24k tận 1.200.000. Ông trêu tôi thật đấy. Ui, vãi lìn. Thế qua mẹ 27 mở luyện trang nó ngon. Lò dò được mấy viên 6 lại lãi. Đúng là server mới cái gì nó cũng thơm nhỉ. Nhưng mà nói thật là đéo muốn đi đâu cả. Chỉ muốn giúp ở Vành Hổ thôi. 24k thì có mà mẹ... Mua mẹ luyện trang. Mua lấy độ 4-5.000 cốt luyện trang. Đọc ăn mới mở luyện trang. À, giảm kháng. Tôi tưởng
Mở cái này thì chỉ ấy thôi. Mở cái này nó chỉ ra thuộc tính thôi. Giảm kháng ở server mới thì giá đấy là đúng rồi. Bà mẹ. Ông nhặt được cái cao trị liễu mà ông bốc phép tôi là ông nhặt được cái cao liên kích. Rồi hết cả người. Làm mất công thèm thuồng. Tưởng được cái cao liên kích. Mở cái này nó chỉ được ấy thôi. Chỉ được ngọc thuộc tính 6 thôi. Tôi chưa bao giờ tôi mở được giảm kháng 6 luôn ấy. Nó không có hay sao ấy. Nó chỉ ra mấy cái ngọc kiểu dạng là gì nhỉ? Chí mạng này. Rồi là thuộc tính rồi nọ kia. Chưa bao giờ mở được giảm kháng. Không biết là có giảm kháng không. Nhưng mà kể ra cũng chối nhỉ. Ví dụ mà ra viên 6 mà nó cho viên trí lực 6 mới lại ngoại công 6 mới ngoại thủ 6 thì chắc chết. Nhiều khi như thế mẹ còn điên người hơn cả là không được. Bởi vì tha rằng không được thì mình bảo ơi đen không được. Mẹ được viên 6 mà nó cho viên ngoại 6 thì thôi. Giá bảo nội lực 6 hoặc là nội thủ 6 thì còn đỡ đỡ chứ. Mở mà nó mẹ cho viên ngoại công 6 mới lại ngoại thủ 6 mới lại trí lực 6 thì thôi. Chắc chết. Luyện trang chưa bao giờ mở được giảm kháng. Em chưa mở được bao giờ còn có hay không em chả biết. Chắc nó chỉ là những ngọc ngày xưa thôi. Cái ngọc giảm kháng là ngọc ngày nay nha anh em. Ngày nay với ngày xưa nó khác nhau nha. Ngày xưa chưa có cái giảm kháng. Nó là mới. Thì những cái mở nọ mở kia nó chưa có giảm kháng. Đoán vậy thôi nhưng cũng không rõ lắm nhưng mà chưa bao giờ mở được. Mãi không xong cái đống này. Lên Thảo Nguyên nữa là xong, lên Thảo Nguyên ra Nhạn Bắc. À đây nó lại lòi ra một cái thạch lâm chứ. Tôi về ạ. Tôi về tôi lên Thảo Nguyên tôi mở. Mở nốt cái chỗ này thì tôi sẽ mở luyện trang luôn cho anh em. Mở một ít. Mở kiểu gọi là thăm dò đấy. Thăm dò xong xuôi thì sau bắt đầu ta lại một tí bảo tàng đồ. Tí bảo tàng đồ sau lại mở. Làm kiểu dự đoán ngọc 6. Đốn mẹ dự đoán ngọc 6 thì dễ quá. Bởi vì nó chỉ được vài viên thôi. Sợ còn không được viên nào. Thế thì mỗi ông bình luận một số thì là ăn chắc rồi. Thì còn nói chuyện gì. Phải dự đoán cao cấp hợp thành phù nó mới khó. Nhưng còn dự đoán ngọc 6 thì lại dễ quá. Mẹ các ông cứ bình luận từ 0 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 ông. Kiểu gì cũng một ông đúng. Vì nó chỉ tầm đấy thôi. Hên lắm. Hên lắm thì mới khác được. Cứ bình luận 0, 1, 2, 3, 4, 5 là đã là ăn chắc mặc bền rồi. Chứ chả thế nào, chả nhẽ tôi lại tay thơm đến độ mở được 10 viên thì nghe nó quá điêu. Chỉ được cùng lắm được 3 viên, 4 viên đã là đỏ rồi. Nên là nó dễ quá. Dễ quá à chơi nó cũng không vui. Phải dự đoán cao cấp hợp thành phù thì nó thốn hơn. À không, cao cấp hợp thành phù thì em cần mà. Em mở là để lấy cao cấp hợp thành phù ấy chứ. Chứ đâu phải ham hố gì xấu đâu. Bắt buộc phải mua để mình có cao cấp hợp thành phù. Nhiều khi làm buôn, nói thật với các bác, nhiều khi làm buôn không phải là mục tiêu của người ta là lãi đâu nhá. Có những cái ông bắt buộc ông phải làm để có. Có là để làm gì? Có là để đủ hàng. Đủ hàng thì bao giờ khách người ta cũng tìm đến mình nhiều hơn. Thì tập khách hàng mình sẽ ngày càng lớn. Anh em hình đúng không? Giống như kiểu các bot ấy. Tìm đến mày bây giờ, tao cần viên 8 này, tao cần viên 7 kia ấy. Mình có. Người ta không đi đâu cả, người ta mua mình mãi sao thành ra quen. Đấy, thế cho nên là mình khi mình cái gì mình có. Cần trùng, mày có trùng này trùng kia không? Bán tao, mình có luôn thì bao giờ giữ được khách và khách đông. Đấy, mình mở, mình có cao cấp hợp thành phù thì ông khách nào ông khách kia, anh ơi có cái này không? Mình có. Nó lại khác với cái ông hỏi cái gì cũng không có nhá. Mặc dù cùng là buôn,
tức là ví dụ người ta vào người ta bảo quay thuê không thì bảo ok quay luôn, người ta bảo quay kinh nghỉ không ok, bán kim nguyên bảo không ok. Thế nhưng người ta hỏi có cao cấp hợp thành phố không, không em ạ. Có thẻ đổi tên không, không em ạ. Là người ta đã chán mẹ rồi. Hay là có ngọc này không, cũng không. Kim tàn ti cũng không, chí tôn cũng không. Tức là làm buôn mà kiểu cứ bán kim thì ok này, bán cái này ok, dịch vụ quay chân quay cổ thì ok. Nhưng hỏi đến đồ là đéo có cái gì cả. Là khách người ta kiểu dạng là nó đi mẹ luôn. Nên là nhiều khi mở tôi lại không quan trọng là lãi lỗ, tùy duyên. Bởi vì lỗ nó không lỗ bao nhiêu, quan trọng là mình có đủ ấy. Mình có đủ là xong xuôi ngay. Giống như kiểu có những lúc mà tình nghĩa giang hồ, tại làm sao kích cái tình nghĩa giang hồ nó không như vang danh á, vang danh là chắc chắn ông lời. Nhưng kích tình nghĩa giang hồ là lỗ. Nhưng tại sao lại phải kích? Kích là để đổi cái thẻ đổi tên, anh em hình đúng không? Khi mình kích mình lỗ một ít nhưng có thẻ đổi tên, anh em người ta muốn mua, người ta không muốn kích shop, mua của tôi thì bao giờ nó cũng rẻ hơn. Kể cả tôi bán cao, ví dụ tôi bán độ K8 thì nó vẫn rẻ hơn shop, shop nó tận 2K4. Nhưng mà mình đủ mặt hàng thì khách nó sẽ tìm đến mình nhiều hơn. Đấy là lý do tại sao có những không phải là buôn làm cái gì lãi, có những cái làm lỗ nhưng vẫn làm. Đấy. Chứ không đơn giản là cứ lãi với làm đâu. Lỗ một ít mình vẫn phải làm để cho nó đủ mặt hàng thôi. Thì bao giờ cái khách nó cũng thích mình hơn và nó sẽ tìm đến mình nhiều hơn. Từ ngày chơi, từ lúc đầu tiên á, hay là từ lúc lên buôn, nếu mà từ ngày đầu chơi đến giờ chắc phải bay vào đây hai cái nhà vào cái game này. Anh trả lời thế thôi, nhưng bây giờ bảo nói mẹ tỏi này tỏi kia ra, mà trong khi mẹ mặc quần đùi còn bạc phơ bạc phếch đây, áo thì nhăn đây, ở nhà ngói đây, mẹ phòng ốc thì lụp sụp đây, nhà sắp sập chưa có tiền làm nhà đây, thì mẹ mở mồm ra nói tỏi nọ tỏi kia thì nhiều anh em không tin, lại bảo mình mẹ ăn tục nói phép. Nên là thôi, tâm sự thật là cũng đi vào đây đôi cái nhà 3-4 tầng gì đó, cho nên là giờ mới ở nhà ngói. Ngày xưa ham lắm, cũng có cái thời mà còn đi học thì lâu lâu lại thó của bà U mẹ một đôi trăm để nạp cái game này. Đấy là cái thời trẻ trâu. Sau đến bắt đầu lúc lớn rồi, lên đến cấp 3 thì là bắt đầu là tự làm cái nọ làm cái kia, cũng kiếm được ít là cũng nạp. Sau đến cái lúc mà sau rồi ấy, học xong rồi thì lại có một thời gian kiếm được nhiều lắm, đổ hết vào game mà. Nên là cũng đi rất nhiều vào cái game này. Nếu mà tôi con người tôi mà tính mà lại chuẩn chuẩn dân Hà Nội, chuẩn dân Bắc nhá, là tức là ăn tiêu lúc nào cũng phải tiết kiệm lo tương lai, rồi là ABC XYZ ấy, thì xin lỗi anh em mà tầm này tôi khá lắm luôn. Thì đến lên buôn tôi không bao giờ thiếu vốn, nhưng mà ném vào cái game này nhiều. Ngày xưa chơi thì chơi ngu nhưng có biết cái gì đâu. Nói xin lỗi anh em như cái thời mà game mới ấy, bà mẹ cha chơi chơi gọi là chơi chơi võ đang mà đi mua con mẹ nó ngoại công 5 khảm vào thì anh em biết rồi. Hồi đấy còn chưa biết cái gì cơ, chỉ biết là thấy nó màu sáng trắng trắng khảm vào nhìn nó đẹp. Mẹ mua ngoại công 5 khảm vào cái song đoản mới điên chứ. Mà chơi là chơi phải võ đang anh em nhá, mẹ võ đang mà đi khảo ngọc ngoại công. Mẹ hồi đấy nghĩ thấy buồn cười à. Hồi đấy biết con mẹ gì đâu, đục lỗ còn chẳng biết đục lỗ kiểu gì. Hai nghĩ ngu ngu mà hai viên chứ nào vào một. Khảm vào hai đồ hay sao ấy. Lúc đấy thì nó còn chưa có lỗ 4 cơ. Không biết là chưa có lỗ 4 hay là mình chưa đục được lỗ 4 thì không rõ. Cái lúc ấy đục là mất 3.000 vàng. Mà vàng của cái lúc mới đấy thì nó khó lắm, chứ không như bây giờ. Nên là cũng không nhớ là lúc đấy là nó chưa ra lỗ 4 hay là mình chưa có vàng để đục thì mình không nhớ. Chỉ biết là có 3 lỗ thôi. Để chơi võ đang đi mẹ chơi xúc 2 viên ngoại 5 khảm mẹ vào. Thời đấy ngọc ngoại là nó ấy chứ, chứ không phải như bây giờ là không ai đi. Thời đấy là toàn đi nội ngoại cơ, không phải ngọc nó rẻ như giờ đâu. Cái hồi game mới là ngọc gì cũng đắt. Lúc ấy mình chưa biết gì.
đổ vào cái game này quá nhiều tiền luôn. Chơi đến giờ là cũng lâu lắm rồi, mười mấy năm. Từ cái hồi học lớp 8 đến giờ. Lúc mới mới còn bị khóa mất mấy tài khoản. Không biết có anh em nào chơi thời gian đầu còn nhớ không, như như tôi là vẫn nhớ là tôi còn bị khóa khóa ác vì lý do là kiểu dạng xạo lìn trong game ấy. Xạo lìn trong game mà kiểu chửi bậy ấy, tức là mình nói tục địt mẹ địt bố, tức là nói chuyện với nhau trong game này mà nói thô tục ấy. Nó còn thông báo là cảnh báo là nếu mà dùng ngôn ngữ thô tục là sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn nọ kia đấy. Mà sau mình còn cứ nói sau nó còn ấy cơ, nó còn khóa cả tài khoản cơ. Tôi còn nhớ cái thời đấy mà, thời bên FPT ấy, game nó còn mẹ nghiêm như thế cơ, sợ thật. Mày cứ chửi bậy đi, bố mày khóa à? Ai méo thể hiểu được luôn, mất công dọn lắm. Thôi đợi tôi mở mở hết cái nhận bắc này đi rồi tôi sẽ ấy, tôi sẽ mở luyện trang dạo dạo cho anh em chơi. Chửi là bị cấm chat nhưng mà sau nó còn thông báo cả là bị khóa tài khoản vĩnh viễn cơ, tức là nó bảo là sẽ bị xử lý chứ nó không nói là khóa hay không khóa. Sau mình lại vẫn cứ cào phím chửi bậy tiếp, thế là mẹ nó khóa tài khoản luôn, bị khóa mất mấy tài khoản mà không mở được, tức là khóa vĩnh viễn luôn, không mở biết gì cả. Mình nhớ cái hồi đấy sợ thật, game là như thế cơ chứ không như bây giờ. Bây giờ các bố BK các bố chửi nhau ầm ĩ qua Vina Game thì nó cho những cái từ tục tĩu, nó cho hỏi chấm nhưng mà các bố cho mấy cái gạch vào thế là xong. Ngày xưa là như kiểu GM nó đông ấy, chửi bậy lên kênh nọ kênh kia là có thông báo luôn, mà hành vi tục tĩu đấy là sẽ bị xử lý. Chửi vài lần nó khóa mẹ ập luôn. Hình như là chỉ cần 10 câu thôi hay sao ấy. Tại vì chỉ những lúc ấy cũng không nhớ chính xác lắm, hình như là mình chửi 1 2 3 câu bậy bậy là bắt đầu là sẽ có thông báo. Thông báo xong là sẽ khóa chat. Nhưng mà hình như là mình chỉ chửi thêm mấy câu nữa nó đã khóa ập rồi. Sợ. Thời đấy game tởm thật đấy. Có dám nói bậy đâu. Cả một thời gian mấy năm về sau thì cái đấy nó hết rồi phải. Hình như là nó chỉ được được hình như được 1 năm hay sao ấy là cái luật đấy nó nghiêm. Nhưng mà về sau là thấy chửi bậy bình thường. Lúc mới ra thì hơi hơi gõ phím cái là đã bị đe dọa rồi. Bị khóa mất mấy ạc, 3 4 ạc gì đó, toàn là ở trong game kiểu nói bậy. Thì nhiều khi là vừa là ghét nhau cũng nói bậy, vừa là thân nhau quá cũng nói bậy. Giống như khách của em mà mấy ông thân thân thì toàn xưng bố mày mày địt mẹ địt bố loạn cả lên nhé, inbox ấy. Chứ đâu có bình thường, chỉ có những khách kiểu khách xã giao rồi khách gọi là khách một lần, rồi những cái khách gọi là không thân lắm thì nói chuyện lịch sự thôi, chứ còn bình thường thân thân thì toàn chửi nhau chứ có ấy đâu, có nhẹ nhàng tình cảm gì đâu. Sao nó cứ bị lắc lắc nhảy nhảy map thế nhở, nhìn dạng nó bị đơ đơ. Mở nốt xem nào, còn 5 cái này nữa, 5 cái này nữa thì em sẽ về em mở luyện trang. 10 giờ có lịch giao dịch rồi. Hồi xưa thì on đông, như cái hồi đấy hồi mới đấy thì gần như là mỗi người chỉ có một ác hay chơi một ác thôi, tức là trừ khi cái ác ấy bị hack mất hay bị làm gì thì mới chơi ác khác, chứ cùng lắm là 2 ác. Nó có auto auto tổng gì đâu, đi đâu cũng phải cả một đội người thì lấy đâu ra ngọc. Cái năm đầu tiên người làm gì có ngọc, bố nào mắc ba đã là cả một vấn đề là bót mẹ rồi, chứ lấy đâu ra ngọc nhiều. Nên là đi cái gì cũng cả đội,
đi một mình có đánh được đâu. Trên thì trên tay, cho ăn thì cho ăn bằng tay. Mẹ, thời đấy có phải là ông nào cũng chơi được gầm gầm thét đâu. Tại sao ăn bằng tay? Đồ ăn mua cái thịt cái cỏ, mẹ gầm cái quái vào đông, đéo cho ăn kịp còn chết con bà nó bét, chết bét thì lại quái nó lại tản mất. Thế mà mình mệt. Thở đấy trên nó cũng buồn cười chứ. Mà mấy mấy anh em vào sau mình dự đoán số lượng y nhỉ. Anh em comment chém gió vui thì nhiều mà chả anh em nào dự đoán. Kiếm tô phở. Ôi giời. Từ cái quay tay mới chả quay chân cái đen hắn luôn. Bảo tàng đồ không được vào huyệt gì cả. Được rồi, xong rồi đấy. Lên mở luyện trang đây còn gì. Xong rồi, còn đâu nữa. Mai dọn tiếp, mà không dọn thì thôi lại treo bán 4 vàng. Lùa bằng tay, lùa bằng tay chứ. Thời đấy nói đúng ra là cũng làm gì có tiền để mà mua mẹ gầm thét đâu. Nạp thì cũng có những ông nạp nhiều, nhưng mà cái gầm thét nó tận 3K9 thì lúc đấy nó cũng là một cái gì đó nó tởm lắm. Bảo bỏ ra để mà mua cái gầm thét thì nghe nó kinh hồn lắm. Nào phải đi dọn cái này. Cứ mở cái gì là phải dọn. Rồi, ok. Xong rồi, mở luyện trang. Mua 7 bán 4. Mua 7 bán 4 này. Có cho tao đoán đâu. Bảo mẹ cái thằng Khánh, ai cấm mày đoán. Không có thời gian dọn. Nào để ra mở xem on mấy giờ rồi. 1 giờ. Cái like linh tinh này mẹ, cái khúc đầu toàn linh tinh thôi. What the hell. Nào để mở. Mở cái ba này trước nha. Méo biết có được viên 6 nào không ý. Mẹ còn đang run đây này. Không được viên 6 nào lại vấn đề không phải là tiền. Nhưng mà mẹ không được viên 6 nào. Sau rồi các bố chửi cho mẹ tay thối thế. Mở từng đấy cốt. Không được viên 6 nào. Lại ra một mã ngọc 3. Nghi lắm. Nghi lại ra toàn ngọc 3 thôi. Mới lại giác thanh tâm phổ thiện chú, mới lại ba lăng nhăng nhi. Ok, bắt đầu mở anh em nhá. Anh em nào dự đoán thì dự đoán đi, không nhỉ, cứ dự đoán đi anh em ơi. Mở đây đấy, mà mở phát là thanh tâm phổ thiện chú ngay. Thạch lựu ba tử ngọc ba, thạch lựu cao cấp biến thạch miêu nhãn thạch lựu đồ lục mẫu. Đừng có cho ngọc giác là được, toàn thanh tâm của tự chú tiêm tinh thạch này. Toàn cái ba lăng nhăng mà. Lại còn thái hồng chi tiễn chưa mở nó đã phun mẹ dương rồi đây, vứt bà nó đi mấy cái ngọc ba lăng nhăng. Điên người ấy nhở, nó bị chật. Mà kiểu này nó chật quá. Ném đi đâu được mấy cái đồ này nhở. Nó cứ ra thái hồng là nhanh 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 chật lắm anh em ạ. Đó anh em,
Hơn 20 cốt là được 9 cái rồi. Cái thanh tâm này vứt đi chứ để làm gì nhỉ? Có ai mua không? Mua 10 vàng, 20 vàng thôi, cứ liệng vào đây tạm nào. Để lấy thêm. Ok anh em cứ đoán đi. Riêng thằng Khánh tao nhìn con số 45 là tao biết mày trượt rồi. Nên là nên là đéo quan tâm nữa. Kệ bà mày. Kiểu éo bị trượt rồi. Nhìn con số 45 là tao biết. Tao mở mãi rồi, tao đẻ ra rồi. 45 thì chỉ có mày ăn cứt thôi, không có ăn được cơm. Mở con thiên mã để kỷ niệm cho một số khách chạy chơi. Có nhiều ông mà cũng chưa có thiên mã vĩnh viễn thì mở con thiên mã cho các ông chạy chơi. Thiên mã 90 ngày. Mấy ông thân thân thì cho. Người lạ thì bán. Tôi thử nghiên cứu xem có dọn được cái thương hội này nó ấy không. Nó đẹp đẽ hơn không để cho nó rộng rộng một tí, mở cho nó sướng. Đang mở nó lại báo tay nải không đủ. Mẹ ơi, chật quá nhỉ. Méo vào cái chỗ nào này. Có cái gì cất được à? Cho cái đồ khóa đó. Vứt đi thì tiếc. Không vứt thì chật. Hello Hoàng Anh ba nha. Dự đoán đi anh em ơi. Để mở nào. Thức ăn bét thì bây giờ ném đi sau lại kích shop 40 kim mà. Khổ quá. Mở nào. Toàn mẹ đừng có cho ngoại thủ với cả ngoại công nhá. Chắc tao chết. Đây là chỉ mẹ nó cứ ra cái thái hồng là chật thế. Đây là chỉ gọi là mở để lấy cao cấp hợp thành phu để bán đây. Nhiều anh em cần cao cấp hợp thành phù để anh em còn hợp ngọc ấy mà. Được 19 cái rồi anh em ạ. Vẫn nhận dự đoán anh em nhá. Anh em cứ dự đoán thoải mái đi. Chứ không phải là ấy đâu. Dừng đâu. Bởi vì nó còn chưa hết một nửa cốt cơ. Đến một nửa cốt, thậm chí là 70% cốt là tôi vẫn nhận. Anh em cứ dự đoán thoải mái. Riêng tính tôi nó lại rất là thoải mái. Còn tất nhiên là những ông mà dự đoán đầu thì phải chấp nhận thôi. Mỗi người dự đoán một lần mà. Một lần và một số. Phải chấp nhận thôi. Nhiều ông người ta mới vào người ta chưa dự đoán mà bây giờ bảo cấm ông không được dự đoán nữa thì nó chối. Nên là anh em cứ dự đoán thoải mái đi. Miễn là nó vẫn còn nhiều cốt để mà các ông không đọc vị thì là được rồi. Gọi là kiếm người để tặng, vẽ ra cái tặng thẻ thì phải có người trúng để tặng. Nhưng mà nếu mà chả ai trúng thì chán chết. À, em ghi cáp rõ ràng là 400 rồi mà. 400, mở 400 cái anh em nhá. Dự đoán là dự đoán cái cao cấp hợp thành phù này. Chứ còn ví dụ các bác nào mà nhã ý thì dự đoán xong thì các bác viết thêm cái câu chúc em nổ 6 cho nó may mắn. Chưa thấy được cái gì giao hồn cả. Toàn ngọc linh tinh cấp 3. Chưa mà đã đầy rồi. Lâu lâu nữa ra viên ngoại thủ để làm gì không biết. Mất công vứt. Ra nhiều phết cao cấp với chứ. Đâu phải ít đâu. Mở thì nhanh thế nhở.
những cái gì mà dùng tiền, nhiều tiền thì mở nhanh thế. Bảo tàng đồ mở mãi không xong, mấy cái mất tiền này mở vèo vèo cái hết rồi, giá cứ được mở từ giờ đến tối nhỉ. Đã được 25 cái rồi, riêng thằng Khánh bình luận 45 thì không bao giờ có cơm ăn, còn lâu mới lấy được cái thẻ của tao lần hai nhá. Vừa hôm trước lột của ông này 100.000 rồi. Mẹ bình luận vớ vẩn vậy, chúng hài thật. Chào Nguyễn Anh Đức, chào Đình Trung nha. Chào Quang Quang. Anh em vẫn dự đoán được nha, tầm này là vẫn dự đoán được nha. Mở rồi nhưng vẫn dự đoán thoải mái đi. Mở được 25 cái rồi. Anh em dự đoán thì trên 25 nhá. Dưới 25 thì sai bét. 180 cái. Chúc chúc em nổ 6 cái đờ mà cái thằng Quân này. Tí tuổi mày, mày gọi ai là em với thằng này? Tao lại tát cho thì rụng hết cả răng. Nguyễn Ngọc Thuận chào bác nha. Anh em dự đoán đi nha, và anh em nhớ dùm mình là để lại số điện thoại luôn nhá. Nhiều khi mình cứ phải khi trúng rồi mình đi lần mò anh em để mình trao giải rất mệt luôn ấy. Hôm rồi bác kia trúng em còn phải đợi một ngày bác ấy mới trả lời tin nhắn. Khổ ghê thật. Không để lại số điện thoại, không biết nạp vào số nào. Giờ mà nó cho viên 6, mà nó cho viên trí lực 6 thì thôi. Khóc bằng tiếng mán. Già lắm Thái Hồng thế. Được lỗ bao giờ cho hết. Giật mình tưởng nó cho viên cường lực 6. Hú hồn như vía. Thì lại xót ruột. Thả rằng đéo được còn hơn. Được mấy cái viên ngọc giác còn bực mình hơn. Làm thanh tâm thế nhỉ. Đợi em một chút để em chọn chế độ là tự hủy cường lực 3 đi cái. Cái gì nhỉ? Ở đâu nhỉ? Bây giờ cái auto nó khác rồi nhỉ? Nó méo có danh sách vật phẩm hủy à? Như nào ta? Thêm vào đây kiểu đéo rồi nhỉ? Bà mẹ, lâu lâu nó lại thay đổi, méo biết là ở chỗ nào. Ném bằng tay này vất quá. À vào đây bán cho nhanh. Phi Long 38. Anh em cứ dự đoán thoải mái đi nha. 31 cái rồi đây. Vào đây bán cho nhanh. Xuống lấy. Mà mỏi tay vãi. Mở có một lúc là hết đấy mà. 120 cái. Ok. Vừa mới nhắc anh em để số điện thoại thì anh em lười gõ số điện thoại vào thế. Đã sắp hết một thương hội rồi mà chưa thấy cái gì cả. Tay thối rồi. chín. Ok. Mà ui giời ơi, nó không hiện lên cái, nó không hiện lên viên 6 nào nhỉ. Mạnh hai viên ngoại ngoại ba mi ngoại thủ quá cú luôn, mãi không được lên thế giới thế. Lại được thêm tinh thạch rồi.
Để em lấy rồi em ấy đây. Em lấy rồi em nhảy sang Tô Châu mở xem nó có khá khẩm hơn không, chứ thế này thì chết. Sang Tô Châu. Xịt 6 là cái chắc có thì chỉ cho hội công 6 cái đờm. Khốn nạn thật. Chù ẻo nhau thế. Hội 6 ơi. Làm viên độc công 6 cho nó ấm lòng nào. Lắm thanh tâm phổ thượng chú thế. Lại phải chạy về lấy 41 cái rồi anh em ạ. Quả này sang đại lý xem nó có khác cái gì không. Chào Tiến Trần nha, chào Vinh Đặng nha. Ủa Vinh Đặng vừa vào xem mà nhở? Có dự đoán dự đéo gì chưa? Mà like dài này sau rồi ôi. Like dài sau rồi cứ đi tìm xem ông nào trúng là mỏi mệt. Anh em nào trúng thì hú tôi để tôi check lại luôn nha. Chứ kiểu này cũng hơi mệt mỏi đấy nhở. Lại phải xem từ đầu đến cuối. Không thì lại các ông báo cáo láo nhiều khi lại trùng nhau. Ông dự đoán sau. Nên là cũng mỏi đấy. Em tặng cái cáp này là em mệt đấy chứ không phải đơn giản đâu. Em lại bắt đầu đi phải đi kiểm tra xem ông nào trúng. Nhiều khi mẹ nhầm trao nhầm cái mẹ anh em còn chửi cho như đùa đâu. Dự đoán 37. Thế thì cháu chịu rồi. Cháu không giúp được ông cái vụ này rồi. Dự đoán có 37 cái. Đến thằng Khánh nó dự đoán 45. Đây còn nổ thẳng tiếng Việt luôn là tắt điện. Không có cửa mà nhận giải. Vì nó ít quá. Cái lại bị đầy. À quên không cất hai này. Đợi mở nốt rồi phải ra cất. Chẳng thấy có tiến triển mẹ gì. Vẫn cứ đen đều. Đó, 45 cái rồi. Khánh ơi là Khánh. Mày dốt lắm. 45 mà. Bố mày đéo thích mày trúng. Mẹ
mày trúng là nó vui. Thân như cứt đít rồi tự nhiên lại trúng vậy, thằng bạn trúng, thằng bạn thân trúng. Sau nhiều anh em lại bảo đi mẹ làm cái like tặng thẻ sao rồi toàn tặng cho bạn. Nghĩ nó cũng chán. Đâm ra là nó dự đoán 45 cá là em cười thầm trong bụng rồi. Mẹ. Đéo bao giờ trúng mà phải lo. Ít quá. 45 nó ít quá. Em mở mãi em biết. Áng áng được mà. Làm gì chả bấm máy tính ra được. Khoảng khoảng nào là biết. Thường bạn Khánh quá cơ. Đỏ được mỗi lần. Khẳng định từ giờ đến cuối đời là các like tặng thẻ là bạn sẽ không bao giờ trúng nữa đâu. Số bạn chỉ được hưởng đến thế thôi. Thôi, hết một thương hộ rồi. Không thấy xấu đâu cả. Này thì hỏng. Mới được có 45 cái thế này thì chết tôi rồi. Đời còn gì vui nữa. Thử sức qua lâu lan xem nào. éo mở nữa là nó trúng. Éo mở rồi anh em chửi vào mặt cho à. Cáp một đằng làm một nẻo anh em chửi chết. Xấu của tao đâu. Đù. Nay rửa tay rồi mà. Rửa tay bằng Lifebuoy rồi cơ mà. Tại sao lại đen thế nhở. Đeo được viên 6 nào luôn. Tay thối quá. Sợ Khánh chúng ta lại phải mở lên 55 rồi Khánh ạ. Khánh ơi là Khánh. Sợ Khánh nó trúng giải lại phải mở. Mở vượt 10 số rồi. Này không ăn thua rồi. Chân thú của bạn đã sinh sản thành công. Ấy mà mở đen đen mà giờ ra nhận bét mà lại được con đời 7 mà tư chất 2K6 thì lại thơm. Đợi để lốc ập. Lốc ập nhận bét đã. Ok, nhận bet xem là có khác gì không. Đủ. Nghĩ nó chán chết. Mở mãi không được cái gì. Tôi đã bảo mà dự đoán ngọc 6 thì các ông chỉ có comment dự đoán từ 0 đến 5 là kiểu gì cũng ăn giải rồi. Không có phải lòng vòng gì cả.
Quả này được đời 7, 2k8 này. Mở đang đen. Mở hòm đang đen lại nhận bét thì được con đời 7, 2k8 thì lại thơm lừng. Thơm lừng. Xem nào. Ôi dồi ôi, đời 4, 1k8. Chán nhỉ. Không có gì vui. Lại coi như thế là phá mẹ mấy triệu hoàn đồng, chả được con nào ra hồn cả. Tức ói máu không? À. Lại không có ấy ở đây. Lại không có xá lợi ở đây. Bên này thì đời 1 chứ. Được ghê. Hết cả chỗ chứa bét rồi đây. Còn SS nhiều gì, SS hết rồi còn đâu. Mấy cặp 95 SS hết rồi. Một cặp 85 kia SS 4 lần rồi. Kiếm được con bét ngon đâu có phải dễ. Chả biết hoàn đồng một má tiền thế, sinh sản một lô thế. Nó có cho con nào ra hồn không đây. Được một con 2k4 thì lại đời 4 biết tức chứ. Con tư chất cao nhất. Sinh sản từng ấy cặp được mỗi một con 2k4 thì lại đời 4. Ôi địt mẹ, được viên 6 lại à, Nguyệt Quang Thạch mới cày. Đéo phải là ngọc thuộc tính. Mẹ, biết ngay cái kiểu mẹ đen mà. Đen là nổ 6, đéo nổ thuộc tính. Vừa nhìn lên lên thông báo thấy được viên 6 cái. Lại ra cái viên kháng hỏa. Giá là kháng băng thì còn đỡ, ra kháng hóa mới đau. Kháng băng thì đang có ông cần mua. Mẹ, cú thật. Vãi cả cứt. Cay. Quá thủ vì là game luôn đấy. Đã nghi nghi rồi. Đã nghi nghi rồi là mẹ nó ra. Ra 6 mà nó lại cho ngoại thú ngoại công. Với cả mẹ trí lực thì chết dở. Thế nó cho ngay viên kháng hỏa. Đang định gieo thì nhìn thấy Nguyệt Quang Thạch. Nhìn đọc thấy chữ Nguyệt Quang Thạch là đã chán rồi. Tại vì mình tia mà.
mình tia lên 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 nhìn nhìn ở trên là thấy nó ghi chữ cấp 6, là mình chỉ nhìn cấp 6 là mình gieo rồi. Mẹ, đọc thấy chữ Nguyệt Quang Thạch cái chán hẳn, không buồn gì. Qua là đau lòng, ai khóc nỗi đau này. Ô ba hết chưa nhỉ? Chương hội ba hết rồi đó. Đắng lòng thành niên thật. Giờ sinh ra buôn rồi, là sinh ra thương hội rồi thì thực ra chả ông nào ngồi bán đồ, ít ngồi lắm. Có Lạc Dương thì ngồi vài bố thôi, chứ còn sinh ra một mã buôn rồi thì có ai mua bán cái kiểu phổ thông đâu. Rồi là loa, rồi là BM nhau rồi giao dịch, chứ mấy ai ngồi. Cái thời game mới ngồi không có chỗ mà ngồi. Ôi, ước gì ra viên kháng băng cấp 6 cũng được. Ra độc thì lại càng ngon. Mấy chết mẹ, giờ mà nó báo 3 giờ mệt mỏi thì thôi ăn lìn luôn đấy. Quên. Quay về môn phái để cho hiếu kính sư môn em có được không? Má được viên 6 chán chết. Sáu lại nổ kháng hóa đây chị rồi. Nổ sáu kiểu này thì cháu chịu. Ôi giời, 76 cái rồi anh em nhá. Những anh em nào mà dự đoán kiểu gặng ít thì thôi, tạch rồi, không thể suy nghĩ nữa cả. Không phải hối tiếc gì nữa cả. Đéo nó réo sáng như mấy viên 6 ghê nhỉ. Thôi chết rồi, lấy quái rồi. Đến Thúc Hà xem nào. Ôi giời, đứng bà một chỗ Lạc Dương nó đỡ chạy đi chạy lại rồi, chẳng thấy khá cảm ơn tí nào cả.
Ông kia lại quay tay tiếp. Qua vừa làm viên 8 nay lại quay tiếp. Quay vài ngày xong rồi phát hiện ra là nổ 8 vẫn lỗ sấp mặt. Đây cho nó rảnh. Ra viên kháng hỏa 6 là đã thấy là chán rồi, đen rồi. Mơ gì nữa. Đây rồi, tôi cho nó vào vật phẩm hủy. Tiêm tinh này. Tiêm tinh hổ nhãn này. Bên đạo cụ là thanh tâm phổ thiện chú à? Thanh tâm phổ thiện chú, ok. Thế là nó nhanh. Đó. Nãy tìm quên mất là nó ở phần ô đấy cơ. Nó không phải ở phần kia. Thế đỡ phải mỏi tay. Mở quá nửa rồi em. À, con hoang bảo thạch nữa quên. Cho mày vào cái diện gọi là Nguyễn Thị Cút cho nó rảnh nợ. Hoàng Bảo Thạch. Hoàng Bảo Thạch. Thế cho nó rảnh nợ đi. Dừng nhận dự đoán nha anh em. Vì mà sắp xong rồi. Thế bòi nào nhỉ? Toàn rất rác không? 6 của tao đâu? 6 xịn đâu? Toàn 6 đều thôi. Mỗi viên 6 lại ra viên kháng hỏa mới cay. Giá ra mẹ à. Độc công thì có phải là thơm không? Được viên kháng hỏa 6 bạn ơi.
99 rồi. Đợt này mở lại không thấy được thiên mã nhỉ, đen thế. Méo có con thiên mã để chạy luôn ý. Kỳ cục vậy trời. Không được cả con thiên mã. Nói gì. Thôi hết rồi, sắp hết rồi, hết cốt rồi. Hết. Thế ô này là hết cốt rồi. Chả thấy thơm gì cả. Chả nhẽ lên cái cốt cuối lại nổ viên độc 6 à. Thiên mã thì không thấy đâu. Một trăm mười vớ vẩn lại méo ông nào trúng. Hết 112. Ôi giời. Có ông nào trúng không? Hết cốt rồi. Ngọc, ngọc nghẹo như lìn. Được mỗi viên 6 vậy là kháng hỏa. Chắc tôi chết. Chắc lại méo ông nào trúng rồi. Không ông nào thông báo trúng là thôi tôi mặc. Tôi méo xem lại được.
chạy ra để hợp nó lên nào. À, 111 lại trúng thế nào? 112 là 112 với lại 112 làm sao là 111 được? Không biết có ông nào đoán 112 không ấy. Hình như đang like thì dò lại được hết bình luận luôn. À không phải. Hình như chả ông nào đoán tầm đấy mà. Bắt đầu buồn ngủ giết cả mắt rồi, khổ quá cơ. Chơi luôn 3/3 thành công. Tạch 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 một viên à? À tạch một viên. Tạch 2 viên. À 3 viên chứ. Ho, ra cất thế là Nguyễn Thị té. Ông kia lại được viên 5 rồi. Quay tay suốt. Sợ thật. Thank you.
Được viên kháng hỏa 6 đấy thầy. Viên 6 với cả mấy viên 5 nhỉ? 4 viên 5 à? Nào, thì hợp. Ôi giời. Một viên. Hai viên. Ba viên. Ok. Ba viên 6. Thơm thơm. 4 viên 5 là hợp 3 viên này nữa đúng không? Xong nhiệm vụ rồi. Xong nhiệm vụ thì Nguyễn Thị té rồi. Ok. Thôi xong rồi anh em ạ, được 112 cái cao cấp hợp thành phù. Ôi. Tôi té đây, buồn ngủ quá, khả năng lại đi ngủ ấy. Chào anh em nhé. Thôi, té đi ngủ.